Hello Lottie, hello Minh. Cái bản này anh thở không được em à. 24, 16, 15. Hello Minh. Chào em mới vô nha. Chạy đến đâu rồi? Anh mới bật like mà đi kiếm đồ ăn nha mọi người ơi. Ok Minh, chúc mình nha. Hello Giang, có đồ ăn gì không để dành cho tối này. Da thằng lằn à, cái thằng lằn nó chế được không? Chẳng được à. Da thằng lằn nó chế giáp được mọi người à. Sáng là tin vui rồi, sáng sớm tin buồn gì. Giáp sư game đâu rồi? Hôm qua đánh từ kia mất rồi em. Hôm nay đi mua lại từ đầu. Chào tất cả anh em mới vô nha. Chị sẽ like cho anh cái mọi người ơi. Ây da. Ây quá. Ghê vậy. Ra là mày. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Đại liên mỹ kiền chuối lương. Thiên Linh đã vả chạc vào mặt Ken với 10.000 đồng. Hi a. Thăm ngàn nha. Thăm em gái. Thăm ngàn. Thăm ngàn. Hello thăm ngàn. Em mới vô nghe được cái gì? Vô được cái gì em? Hello Mimi Candy. Đâu rồi không xem anh nhớ anh quá à, phải không? Đâu, con không có tin đâu em ơi. Anh có điêu. Cái đó là tin vui của em mà. Chúc mừng em nha. Giờ mình đi khám phá tiếp này. Hôm qua là mình đi tới chỗ kia có cái tàu. Giờ đi ngủ với em. Thôi ngủ sớm đi. Chào tất cả anh em mới vô nha. Giờ chia sẻ like cho anh các mọi người. Mọi người ơi, mọi người ơi. Có rồi à, có cái gì em? Có cái gì? Em có rồi à, là có cái gì? Em coi cái gì? Coi gì mà có một phút ba mấy giây vậy? Đi đây, đi đây, đi đây. Hôm trước là mình bị khám phá chỗ nào rồi ta? Giờ em phải đi khám phá nhiều hơn nè. Hello Mimi Candy nha, được chưa? Anh em nào pet thêm cái nữa đi. Nhạc hay mà. Đúng không? Hello 7. Để đi coi khúc này mình khám phá chưa.
Ghê gì, nổ luôn à. Giữ gì sao. Lấy cái bình lấy nước anh em ơi. Bỏ nước vô. Ok. Gì vậy? Ô mày không gì đây? Không gì đi thua gì? Em còn bị nước em à. Em còn bị nước. Ok mình nha, ok bà Ben nha. Chỗ này là gần biển này. Gần biển thì mình đâu có cái gì đâu. Chỗ mình khám phá rồi. Mình sẽ đi dọc bờ biển theo trên này. Chị sẽ like cho em nha mọi người. Tìm vô màn hình đi. Cảm ơn em rất là nhiều. Chỗ này thì gần ngoài bờ biển rồi. Để mình thử cho mày coi nó như thế nào. Cảm ơn siêu bảo thủ nha. Mày làm núi gì đây? Núi này hơi cao nha. Chỗ này thì lúc trước mình có đi ngang rồi nè. Ben ơi, mở cái trò đó đi em. Em tắt thông báo ấy. Thì bán kem, anh em lại thích ăn kem. Anh bán cái khác anh em không thích. Mệt quá, đi từ từ thôi. Đang bị thiếu lực. Từ anh em à. Thôi vòng vòng để có cái hang nào không. Cái gì vậy? Con heo à, hết hồn mày. Ê hình như trời tối đúng không anh em. Trời tối đúng không. Hứa gì. Rồi anh tắt thông báo bây giờ đấy. Hello Phước. Ê, chỗ này giờ tối nha. Khiến chỗ nào làm mà vẫn còn nắng mà. Chưa em ơi, em chưa biết chỗ lấy. Thôi em đã cấm em nói bây giờ. Ở đây có cái gì đây? Lên đây thử coi có gì không. Chỗ mày hơi tối nha. Có sương ấy. Ở đây gần bờ biển mà không có gì trơn. Katana là thanh kiếm á em. Tại sao? Katana thanh kiếm ấy. Tại vì còn nắng mà. Chưa. Phải đi khám phá này. Chỗ này lạnh nha, chỗ này có băng nha. Chỗ này gần miếu băng nha mọi người. Hơi lạnh một tí đấy.
ngoài mang lạnh nè, làm cái đuốc nhờ. Làm cái đuốc đúng không em? Gì vậy? Anu. Ai 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 ai. Em chơi vậy cho mày. Chết rồi, trời tối rồi em ơi. Tôi cứ tưởng là trời còn nắng. Chết rồi, chết 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 rồi. Tụi này nó gượt tôi rồi. Chạy mọi người ơi, chạy mọi người ơi. Từ từ đó, từ từ đó, uống miếng nước vô cái. Cho nó lấy lực lại cái. Về nhà, về nhà, về nhà, về nhà. Nhanh, 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 nhanh. One for your life, one for your life. Nhanh, 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 nhanh. Tụi nó dẫn theo mình về á. Dễ gì nó không theo. Có đuốc mà không thấy sáng. Ừ, cái đuốc này nó chỉ chơi chơi thôi em à. Chỉ là cho mình nó sáng một khoảng vùng nhỏ ở trước mặt thôi. Nó không theo kiểu mà sáng trưng đâu. Cố gắng chạy, cố gắng chạy. Trời không có trăng nữa chứ. Trời không có trăng nữa. Cái gì vậy? Trời tối ghê quá anh em à. Cái gì vậy? Ê con heo. Sao mày, mày ủi tao? Rồi luôn bé núi luôn. Hello nghèo, không còn tiền. Hello em. Từ từ em ơi. Khúc mày đã nghèo rồi gặp nữa. Ê gần suối nha. Ê tụi nó tới kìa. Ê cái gì vậy? Ông thằng lằn mọi người ơi. Chạy mà lên. Cứu tôi, cứu tôi. Ừ em đang chạy rất là lẹ nè em. Không thấy đường chạy á chứ. Muốn chạy lắm nhưng mà không thấy đường chạy á. Tụi mày tránh ra. Tụi mấy người với người tao. Ây da, ây da. Ây da. Mày, tụi mày chọn cái chết. Chọn cái chết. Chọn. Mày chọn cái chết. Chọn cái chết đúng không? Chọn cái chết đúng không? Một thằng. Mày lại đây. Hai thằng. Bố láo. Trời sáng trăng là mọi người. Hên đấy. Hên đó anh em. Hên là lúc này còn mới có hai thằng nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Trời sáng trăng hồi nãy tối thui quá mấy gì chân. Về cái chỗ nhà này rồi. Kiếm chỗ ngủ cái anh em ơi. Kiếm chỗ ngủ cho trời sáng nè. Trời gặp trời mưa nữa. Gặp trời mưa nữa mọi người. Đã nghèo mà mắc cái eo nữa chứ. Từ 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 không sao. Mình đang bị lạnh nha.
Ừ anh thấy rồi, nhưng giờ không có chỗ, biết sao giờ. Tí nữa ngủ được rồi, chút nữa là ngủ được mọi người ơi. Đây rồi. Ok Minh. Được rồi anh em ơi. Trời sáng rồi. Mình đang bị đói nè. Kiếm cái chỗ nào làm cái bếp lửa đi anh em, mình nấu một ít gì đó ăn cái. Chỗ này là không có mưa nè. Thế mày chắc làm được đúng không? Anh nghèo là mình mua của bọn em mà. Ok à. Làm cái bếp lửa cái mọi người. Đốt lửa lên. Đây rồi, nấu miếng đồ ăn cái. Ừ, anh đang uống miếng nước vô cái mọi người. Đầy nước rồi nè. Giờ ăn thêm miếng thịt nữa là ngon. Thịt chín chưa? Giờ mưa xuống thôi. Rồi đói là no rồi mọi người ơi. No rồi, no rồi, no rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Mưa ngang qua à? Không, có mưa suốt đêm rồi. Nó mưa từ hôm qua mấy giờ anh em à. Không có ngang qua đâu. Chứ sao, em đói mà em. Em đói là gắn một phát là mất miếng thịt. Em mới rảnh tay nhấp cho màn hình chia sẻ like cho em cái mọi người. Cảm ơn em rất là nhiều. Trời ơi. Ok kìa. Nó gượt hai thằng kia kìa em. Nó gượt hay là đi cùng nhau mày à? Hình như là đi cùng nhau á, không phải gượt đâu. Trời 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 trời. Có nhiều chân mới kìa. Tụi này đi đâu mà đông thế? Tụi mày đi chơi gì mà vui vậy? Hay là ở đây có cái gì ta? Có khi nào ở đây có cái gì không? Nên đông bộ máu không anh em? Vì không drama. Không drama, họ đã quánh cho là chạy không kịp. Họ đã quánh cho chạy không kịp. Đó, nó thấy anh kìa. Kết hợp được gì? Đây đây. Ấy hụt 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 hụt. Mày hả mày, mày hả mày. Mày hả mày. Động đất kìa mọi người. Ây da. Để đạp mình phát văng luôn mà. Mày. Mày. Ây da. Đủ 2 KP mà, cảm ơn em nha. Ờ, mày chạy đi cho tao. Đây đây.
mày. Thầy thông minh. Ây da. Trời ơi, mấy bạc mình về mọi người. Mày. Ây da. Nó đạp anh á. Nó đạp anh á em. Chứ không phải bị té đâu. Mày. Mày. Ờ, mày đạp tao đi. Hết lực rồi, hết lực rồi. Ây da. Thường thường từ uống miếng máu ấy. Ủa nó rồi. Ây da. Mày chết đi. Bố láo. Nó hút anh ấy. Chứ không phải là bị té đâu. Giáp vô, mặc giáp vô, mặc giáp vô. Không kia đâu rồi. Từ đây. Nó lại đây chơi. Con quái vật đột biến em mà. Mày. Mày đông vậy? Ê, hơi bị đông nha. Hơi bị đông nha. Không sao, anh lo được. Trời, lần kia có hai thằng nữa kìa. Có bị đông thế nhờ. Chỗ này giống như là cái chỗ gì á anh em à. Nó đông lắm. Thôi giờ đây có gì ăn đâu uống gì không. Hello Ghi, hello Thế Anh. Không có thông báo à? Không có nhận thông báo hay sao? Cái dí kìa đâu có dí đâu. Nó không dám dí anh đâu. Anh tới công chuyện với nó luôn á. Không em ơi, chơi game mà mở nhẹ. Anh không có thói quen đó em à. Với lại anh cũng đăng là ứng dụng khác nữa, nó không có mở nhạc được, bị bản quyền á. Mới đi nó đạp mấy té mấy lần ấy. Chặt mấy cái này có gì mình làm giáp lá em mà. Gì vậy? Nghe tiếng gì vậy? Cây này yếu quá anh em ơi. Cảm ơn Ghi nha. Trời, nãy giờ mới nghe phim được tiếng ping pong. Tính ra nãy giờ không anh em nào cho được. Cho anh xin cái kem hết trơn. Quán mấy cái này để có gì mình làm giáp lá mọi người. Giờ mình không có đồ nhiều, mình chơi giáp lá đi. Ngán kem mà chơi gì sao làm giáp lá cho mọi người. Giờ mình không có đồ xịn thì mình chơi giáp lá thôi.
Ok. Giờ mình không có đồ nhiều thì mình chơi giáp lá mọi người. Người mình toàn lá thôi. Giờ phải đi khám phá nè. Anh sẽ đi ra cái chỗ cái thuyền nhá. Đi ra chỗ cái thuyền rồi thôi mình coi đi hướng nào. Chim dễ bắt mà. Chim trong gì dễ bắt em ơi. Hello Ken. Ê ở đây có gì nè. Ok Ben, mình nấu mì đi em. Chỗ này hình như là mình lấy rồi. Quần áo thôi. Quần áo mới thôi à. À ra là mày. Thăm ngàn, thăm ngàn. Kẹp ngàn thăm ngàn. Thăm ngàn. Đại lừa biết kìa chuối lừa. Giấu tên 459 đã rescan 20.000 đồng. Mi goi ne toi di ngu dây lai vui ve. Cảm ơn gói mì của bạn nha. 459 à. À cảm đẹp Cà Mau. Cảm ơn Minh nha. Ủa giờ mày ông làm đêm đúng không? Ông làm đêm giờ mày ông đi ngủ đúng không? Ok. Hẹn ông buổi tối nha. Hẹn ông buổi tối. Về nhà em chả có gì ăn à. Đi ra tiệm tạp quá đó, mua gói mì về quốc. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Để coi được. À được, còn có một cái da thôi em à. Nhìn đói à. Kiếm gì ăn đi, đừng nhìn đói. Chào anh em mới vô nha. Mình đi ra cái chỗ thuyền anh em à. Cái chỗ hôm trước mình đánh dấu này. Ở đây có gần hang hốc gì không? Chỗ này mình lấy đồ hết rồi. Đồ mình lấy xong hết rồi. Phải tìm manh mối mới phá đảo được em à. Mình phải tìm manh mối xong rồi mình sẽ đi giải cứu con của mình đấy. Ở đây có gì đây? Ở đây có một cái mộ. Ok Minh nha, ok ông. Chúc ông ngủ ngon. Làm đêm mời đi ngủ đi ông. Cảm ơn ông nhiều, cảm ơn vì gói mì nha. Cảm ơn ông nhiều. Em đi ra chỗ này. Ê có cá mập không vậy? Rùa kìa em. Rùa kìa. Anh có con à, con gì em? Nhà anh nuôi chó. Nhà anh có chó rồi. Đi ra coi. Có sữa này. Quá trời đồ luôn. Ở đây có cái thẻ mọi người ơi. Tấm hình nữa nè. Anh có vợ đâu mà có con. Ở đây là cần phải có cần phải có một cái thẻ mới mở lấy đồ rồi anh em ơi. Ở đây quá trời đồ nè. Cách xếp
đồng xu. Rồi đây có một cái đầu. Ở đây còn cái gì không? À, cho mình ship game được. Cho mình ship game được mọi người. Cửa này mở được không? Vô làm giấc nhờ. Tại sao không vô ngủ giấc? Thì sáng cũng ngủ được mà. Tại sao là bắt buộc phải buổi tối mới ngủ được? Cái chai này không lấy được à? Ừ, chỗ này làm nhà là hơi bị ok. Nhưng mà chưa ngủ được em à. Nó phải bắt là trời tối mới ngủ được. Nhìn đây đây. Ngoài này thủ dân nó không ra tới chứ. À, lấy được phòng dây thừng. À, mình dư dây thừng rồi. Cái này làm gì đây? À, mình có thể làm đồ chơi của thơm mì. La bàn. Mình có la bàn nha mọi người. À, tối em chắc lại kim dị á. Tối nay chắc lại kim dị á mọi người. Để nghe thử cái băng cassette này như thế nào nhé. Mở. Kết hợp. Sử dụng. No. Được. Vô. Alo Trinh, xin lỗi em. Được nha. Tới công chuyện luôn chứ. Để coi nhạc kia như thế nào. Anh đủ. Cũng được hết nha. Quẩy nè. Cảm ơn ghi. Quẩy đi, quẩy đi, quẩy đi. Chỗ này phải có cái thẻ mở nè em. Có thẻ mở mới đi được. Ở đây thì không có gì hết. Đi thôi, đi thôi. Lên bờ thôi mọi người. À, có cá mập không vậy? Bơi bơi hồi cá mập nó hả? Nó lú cái đầu lên nè. Anh like game kia hay mà. Cái game đó mà em like hổm gài rồi. Nhưng sẽ cách bữa. Cách bữa anh sẽ chơi game này có. Game đó chắc ngày mốt anh mới chơi tiếp. À, dưới đây có gì vậy? Mẹ em mới thấy cái gì? Thật nó không có ở đây rồi. Nè, cá mập trên bờ nè. Chết hết rồi. Để coi manh mối rồi. Map. Mình đang ở đâu đây? À, mình đang ở ngoài này à. Còn nhiều chỗ mình chưa đi hết á anh em. Đồ forget cho em. Mày mẹ em con manh mối coi. B là mở sách sinh tồn. Để con manh mối của mình là đi đâu. Động vật. Tìm cách leo lên những bức tường đá. Tìm hành khách trên máy bay. Giờ mình phải đi tìm cái máy bay em ạ. Để coi mình đang ở đâu. Mình sẽ đi cái hướng khác. À, mình là cái cục màu đỏ đỏ ở phía dưới bản đồ em thấy không?
Mình là cái cục mà đổi bỏ ở phía dưới bản đồ em thấy không em? Để em đi hướng nào đây? Khoan về tôi coi đi hướng nào được. Mình đi lên đây à? Đi phải đúng không? Không phải rồi mình đi chưa? Ừ đi phải đi. Chỗ phải này mình chưa đi á mọi người. Cái gì em? Cái này mình lấy lá em mà. Anh đây kia ơi. Nghe em. Ở đây có cái lều này. Có phù di thần này. Lát anh ra nha. Em kiếm cái gì ngoài đó? À, hôm qua em nói gì em không hiểu gì trơn mày. Bị đói rồi. Ăn miếng thịt vô. Ủa ăn miếng thức ăn vô cái. À có mấy cái em còn nói cái gì á. Anh coi tin nhắn mà em chả hiểu gì trơn. Trời ơi em đang like mà. Minh ơi. Mày có bật lửa được không? À lấy được cái nồi nè. Mình lấy được cái nồi em ơi. Mà cũ. Bình oxy. À lấy được hai cái bình oxy nè. Ngon 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 ngon. Em bảo ghi cái gì vậy? Anh không hiểu anh mới không đọc nữa đó. Thôi tập trung vô game này. Không mấy chuyện ngoài lề nữa. Ừ nấu được ấy. Lên đồ lên đồ lên đồ lên đồ lên đồ lên đồ. Trời tối rồi anh em à. Anh em mình cần phải làm một cái bếp lửa ngay đây ngay nhanh chóng. Không thôi là tụi kia nó tới. Trời tối là tụi kia nó tới liền ấy. Cảm ơn Ghi, cảm ơn em. Ghi này em đi nhặt xu quá Ghi. Cảm ơn em nhiều. Trời tối em ơi, trời tối rồi em ơi. Phải nhanh 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 nhanh. Bọn mới tới đó. Mày về không? Ý là bình thường em không like á, em có đi nhặt xu không? Hay thật đi em nào hay là em đi nhặt. Còn một cây nữa em ơi. Mày yếu quá. Nó bị thở rồi. Đón xem mà. Đón đồ. Trời tối quá mọi người ơi.
Hello Minh. Đây rồi. Có được cho su à. Em đi nhặt. Em đi nhặt thôi. Nghi nha. Sáng lên mà, sáng lên rồi. Sáng lên rồi mọi người ơi. Nhưng mà chỗ này không có chỗ ngủ. Chỗ này không có chỗ ngủ mọi người à. Chỗ này phải muốn có chỗ ngủ là phải làm. Không, mình có lửa là được rồi em ơi. Em có lửa là em có thể bọn nó tới là em có thể giết tụi nó được. Nhưng mà nếu mà tới lui là không có làm được gì hết trơn á. Em làm cái lều ở đây. Làm cái lều ở đây có gì em mày ngủ á. Cái mềm đều forget nha mọi người. Mình mới làm cái liều nhấp anh em ơi, tụi nó tới đó. Tụi nó tới đó. Tối là tụi nó ghê lắm. Nó ngủ cả bầy lại luôn á. Hello Huy. Còn 3 cây nữa. 3 cây nữa mới xong cái liều. Cái lều này mình ngủ được có một lần rồi anh em. Lều này như lều tạm bợ thôi. Nó chưa ngủ được nè. Ship game cái nha. Hôm em vô trễ không sao em ơi. Có vô làm được. Làm được cần câu hình như làm được thì phải. Hai bộ đồ mới anh em ơi. Ngủ được chưa? Ngon 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 ngon. Trời sáng rồi nè, trời sáng rồi nè. Để có bản đồ coi. Mình đang ở chỗ này. Có cái chỗ khoảng trống này mình chưa đi được nè. Mình chưa có khám phá này. Anh nghĩ là mình phải đi theo hướng này. Mình phải đi khám phá hết chỗ này. Mình coi có máy bay không, đi tìm máy bay em ơi. Tìm cái máy bay bị rơi á. Mình đang không biết cái máy bay bị rơi nằm ở chỗ nào. Giờ mini âm chi âm là sao? Mình ơi em nói gì dễ hiểu cho anh được không? À đi tìm máy bay thì đi tìm người ở trên đó em à. Tìm manh mối. Tìm manh mối mấy em đi tìm con của mình được. Con mình bị thổ dân nó bắt rồi. À phải đi lên hướng này. Đúng rồi phải đi lên hướng này. Đi xuống hướng kia là xuống biển. Mình đang bị đói nha. Ăn một miếng đồ ăn vô. Uống miếng nước vô. Ok. Anh em có thể phá mấy cái này để lấy giải anh em. Giải có thể chế được nhiều đồ. Máy bay lúc mà mình đi á bị rơi á em. Bọn thổ dân mới làm nè. Anh em lấy mấy cái bình rượu anh em. Bình rượu thì mình hãy chế bơm nha. Bơm lửa. Đó. Vị trí rồi.
bản đồ. À, mình phải đi về hướng này. Ê, có quái vật kìa. Quái vật kìa em. Chơi đó nha. Sợ gì mà không chơi nó. Lấy giáp anh em à. Giết nó lấy giáp. Ê, nó chạy kìa, nó chạy kìa, nó chạy kìa. Ê, bắn hụt nữa chứ. Mày nè. Mày nè. Đây đây. Mày nè. Ờ, tới hai con lận anh em ơi. Tới hai con là mọi người ơi. Mình vừa giết từng con nha. Mình thì giết từng con mọi người. Con kia chấm xa tao ra. Tao giết từng con thôi. Mày chết đi. Ê ê ê ê ê ê ê. Chết mày với tao. Vô đây. Mày lại đây. Ừ. Mày lại đây. Mày lại đây. Con tao chơi nữa không, chơi nữa không mày hả, mày chơi tao lượm mũi tên lại em ơi, cần lấy mũi tên lại nha. Nãy có mấy chỗ mình bắn hụt quá. Có lấy được mũi tên lại không? Ok ghi. Anh chỉ đánh đường xa thôi, bắn cung lên em à. Khi đi gần nó bị mấy hình ảnh nhạy cảm. Nó chết rồi, nó chết rồi mọi người ơi. Mặc cái giáp vô nè. Mình được hai cái giáp rồi. Da heo gừng. À, da heo gừng không chế được. Thịt này bị hư rồi. Chưa giờ đi kiếm nè. Tôi chưa biết kiếm chỗ nào á. Giờ phải đi tìm mà mọi người. Tôi cũng đi tìm muốn kiếm cho anh em coi lắm. Nhưng mà chưa biết chỗ nào á. Anh em phải cho tôi thời gian chứ. Ôi Nam nha. Ông chỗ nào. Nhấp ghê quá, nhấp nhấp nha nha của bọn kia. Giờ tụi chơi game xàm. Xàm game gì là game xàm. Comment được câu nói là tôi thấy là bạn rất là xàm luôn ấy. Ở chỗ
chỗ máy bay tôi không biết chỗ. Thì bạn không thích thì bạn out đi. Ơ kìa, tôi đâu có mượn bạn ở đây, tôi đâu có chào đón bạn ở đây. Nít mà không có nổi cái hình đại diện là hiểu rồi, ai xàm hơn ai rồi. Em có mấy thùng mày lấy được nước ngọt em nha. Ừ, pháo mình lấy rồi. Thế với cái giải này mình có làm gì thì làm. Ok Ben. Anh có mấy thùng này. Nước ngọt, nước ngọt, nước ngọt, uống cái. Hello công tử Hồ Lê. Kệ đấy em ơi, anh nói vậy mà, anh quan tâm đến đâu. Nhiều khi mấy bạn đó còn không có tiền để mua game đi chơi nữa, ở đâu mà biết game xàm hay không. Cảm ơn công tử nha, cảm ơn em. Về em chơi mấy cái go block của mày á, mày nghĩa mày... Dây đó mình đầy rồi em à, quá trời đầy rồi. Mình đầy rồi, hết lụm được rồi. Đúng rồi. Mấy bạn trẻ trẻ bây giờ làm gì mà biết tới mấy cái game này. Đi thôi, bạn đi thôi, đi thôi. Mẹ mới thàm với Lâm ơi. Chữ không hồi nữa cho cảnh báo bây giờ. Đây rồi, đây rồi. Đi hướng nào giờ anh em nhỉ? Mày nè. Đằng sau rồi đi thẳng à, khoan. Hướng nào? Hello Huy Toàn nha. Đi thẳng hướng này đúng không? Chỗ cái lều này đi hướng nào? Nè, giờ tôi đang đứng đây nè. Ông ấy đi hướng nào? Bên trái bên phải, đằng trước đằng sau. Hello Mimi Candy, hello em. Thẳng luôn, ok. Em mà ủa dấu chấm đỏ. Dấu chấm đỏ nè. Mình phải tuốt bản đồ phía dưới này em thấy không? Góc phải màn hình đó, ở phía dưới á. Tại mình đang đứng ở dưới góc nên là em không thấy á. Anh đi kiếm gì? Anh đang đi kiếm katana em à. Đánh mấy cái này mình lấy xương mọi người. Bờ biển này đúng không? Biển trái à? Ok. Cây gì mắc mớ gì phải cây. Không chọc người ta cây được tất cả. Ơ kìa. Đi chơi đi. Ở đây làm gì? Đi về hỏi mẹ cho 5.000 đi mua sữa chua uống đi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, qua trái, qua trái, qua trái. Qua trái mọi người ơi. Chả có tí trưởng thành nè, ông nói những cái câu đó ông có trưởng thành chưa? Ông vô like người khác, ông nói những cái câu đó ông đã trưởng thành chưa?
Trước khi nói người khác anh suy nghĩ là bản thân của mình đi. Hello. Đúng rồi, tất nhiên là chưa trưởng thành rồi. Thôi mình lắp cái hình nền vô đi rồi nói chuyện bạn ơi. Nói chuyện mà không thấy mặt nhau chứ khó nói chuyện lắm. Giờ đi thẳng đúng không anh em? Ơ về nhà mình mà. Về nhà mình mà anh em. Chỗ này nhà mình mà. Ra bờ sông bờ trái à. Bờ trái qua đây đúng không? Đi đường này hả? Đi đường này đúng không? Hay là qua trên đây? Cái dốc mới nhảy có cái hang à. Ở đây hả? Hello Vũ. À đổi tên này hả? Ở đây hả? Thôi quay để coi bạn kia nó có cái hang không mà Nam ơi. Để coi bên mốt mình đi hang. Không đi tới nhà này. Khoan để coi có bạn. Mấy bạn nào. À bạn Tấn Minh nha. Khoan từ từ để coi bạn Tấn Minh bạn chỉ cái hang ở đâu. Để mình nhớ cái hang đó rồi mình mới mốt mình quay lại. Bắt con gì đi anh à. Giờ mình em đi tìm katana cái em à. Giống mày đúng không? Thanh xung quanh nhà mình nhiều hang mà mình không biết đấy nhờ. Minh ơi, chỗ nào Minh nhờ? Ừ, ngộ quá. Thì thôi mình đi chỗ kia nhá. Chỗ hang mày từ từ mình đi nhá. Rồi cái vách đá à. Vách đá trên mà vách đá dưới. Hello Coco Simu. Ở đây đúng không? Không quay về nhà đi. Thôi về kiếm chỗ kia đi. Kiếm cái chỗ của katana đi rồi mình kiếm chỗ khác. Tìm một chỗ thôi em à. Giờ cái nhà mình đúng không? Đây cái nhà mình đây. Giờ quẹo trái à. Nhà mình ở đây quẹo trái là đi hướng này đúng không? Rồi đi thẳng. Ok. Cảm ơn Mimi Candy, cảm ơn em. Ê, nghe tiếng con gì kêu vậy? Đi thẳng có cái đầu máy bay à? Từ từ. Ở đây đúng không? Đây, đứng đây cho dễ nhìn này. Hello Yankee.
Đó, đâu? Đâu mà đó? Không có thấy gì đâu. À, đồ forget cho Yamki ơi. Đó anh em. Anh em thấy hay vậy? Cảm ơn danh kia nha. Anh trên này hả? Đúng rồi. Anh nuôi mèo không à? Mèo đâu? À ok danh kia nha. Cái mày cũng lâu lắm rồi. Cái mày cũng một thời lắm em. Nhưng mà phần 2 tôi chơi rồi, nhưng mà phần 1 tôi chưa chơi vậy mới ngộ. Đường này hả? Có cái hang. Có cái hang á. Để tôi kiếm cái hang. Mèo dữ lắm đó anh. Ghê vậy, nhà anh một đống mèo nè em. Nhà anh không có gì ngoài chó với mèo. Tiền thì không có nhưng mà chó với mèo nhiều lắm. Gần đó có cái hang đúng không? Để tôi đi dắt dắt tôi kiếm. Để gì vậy? Tiếng gì đấy? Chỗ này không phải. Hello cậu Bảnh. Cái hang chui xuống à. Cái này chỗ này tôi đi vòng 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 nhiều lắm anh em, nhưng mà không thấy cái hang nào hết trơn á. Có cái hang trong cái kế với đá này. Hang đâu? Đó bấm mimi cho anh đi. Không phải cầm cái đuốc lên mới thấy được. Đâu? Đuốc lên. Ô mừng cái gì cho mẹ kìa Lâm. Bây giờ nạp game nhiều quá hả? Ok. Ở chỗ cái đồi nào? Chỗ này á hả? Chỗ này đúng không? Nhưng mà trời tối rồi anh em à. Hello dâu. Dâu sao giờ mày im lặng thế? Không thấy dâu nói gì. Có người yêu rồi thì phải. Từ từ. Để về nhà cái em ơi, trời tối rồi. Tí em mình em chat hoài à. Em có chat đâu. Anh thấy em vô gửi trái tim xong rồi anh cảm ơn em rồi em đi đâu có phiêu. Cảm ơn dâu nha. Về ngủ anh em ơi. Giờ này trời tối rồi đấy. Về nhà mình tí là quay ra. Ẩn cầm bên nè. Cái đó anh không biết, anh tại anh không thấy comment của em. Giờ coi trong người mình còn thịt không? Hết thịt rồi. Để coi về có bắt được con gì ngoài này không? Có gì chơi vậy? Tụi bắt được con thỏ hay gì? Không có thỏ luôn. Trời tối rồi anh em mình ơi. Tắp lửa lên. Bây giờ em buồn với đói quá à. Kiếm gì ăn đi em. Đốt lửa lên cho nhà nó sáng sủa. Bọn kia tới cho mình còn biết đường mà chơi nó. Ừ anh thấy rồi mà, anh thấy chim mà.
cho em đi nha. Dùm đây là bắt. Dùm dùm đây nó bay 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 nhanh lắm. Ăn miếng mày đỡ đi em à. Để coi thời gian còn lâu không để đi ngủ coi. Thế hèn chưa? Chưa à. Một tí nữa em ơi. Một tí nữa mới ngủ được. Mấy cái bẫy là mấy cái bẫy người đúng không? À có đồ ăn nè. Đó, đó, xin nó, xin. Nuôi nó đây, kẻ nó. Trời trời. Sao giết nó rồi? Không giết nó thì sao có đồ ăn? Kìa cái đầu thỏ này, con nai kìa. Không có bắt được nó. Không có cung hả? Có cung nhưng mà bắn hơi nhiều nhát lắm. Rồi nướng miếng thịt anh em ơi. Đốt lửa lên. Hay cầm thỏ thỏ gì vậy? Trời trăng đẹp à. Trăng phải thui. Em hết bên lưu luôn à. Vậy thôi chứ sạc pin đi em. Ngon. Chưa đủ thời gian đi ngủ nữa. Đi ngủ rồi anh em mình đi khám phá. Ok Ben. 40 thỏ à. Bên này yên bình nhờ. Không thấy bọn kia anh em à. Nó biết nhà mình là nó cũng tới công chuyện với mình luôn. Chơi mới luôn ấy. Ngủ anh em ơi. Đến lúc ngủ rồi. Rồi trời sáng rồi. Đi thôi. Nhưng mà đang đói mọi người à. Có bắt được. À bắt được con thỏ là sao ngon. Ảo vậy. Cảm ơn anh em với follow nha. Tối qua anh này để em đứng thỏ cho em ăn. Để em đứng thỏ cho em ăn. Ok ăn uống đồ vô anh em ơi. Em ăn nữa, ok em đợi tí. Hello Tài, cảm ơn em nha. Đây có chim kìa. Tôi bắn con chim. Chim nè. À da da, bị cháy. Trời ơi. Mày bắt con chim. Đang tô màu tượng à, sướng thế. Ăn miếng thịt nữa anh em ơi, uống miếng nước vô. Uống miếng nước nữa cái rồi anh em mình đi nhé. Từ từ em còn nướng miếng thịt nè. Rồi ăn nè. Em ăn mang sầu lăng nè. Nè ăn đi. Bấm chữ E để ăn. Mời em nha. Nhâm à. Ghê. Đi rồi. Ship game cái. Ship game cái. Rồi lên đường. Kiếm katana thôi. Đây là có thỏ kìa, là có đồ ăn kìa anh em. Ok.
Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Hello Bảo. Chưa hết game 4. Ừ, hết rồi, em phá đảo rồi. Em phá đảo rồi em à. Mày không like hả Bảo ơi? 4% à. Thật mini. Chỗ này đúng không? Khủng long đâu? Con đó là con thằng lằn á. Đây. Anh em nói cái hang nằm hướng nào? Chỗ cũ hồi nãy anh em nói đây. Anh em mà mới vô mà chưa follow cho mình xin follow các mọi người. Ừ, sáng giờ chưa giết cái xấu nào hết trơn ấy. Sáng giờ chưa đi gặp cái xấu nào hết. Trước mặt. Chỗ này hả? Hello V. Hello em. Với 5 con kem mà giờ đi kiếm katana nè. Chỗ này đúng không? Hello Vinh. Trời sáng nè. Thằng lằn. Đi tìm cho mới dễ. Chứ trời buổi tối đi tìm khó lắm anh em à. Đâu? Mấy em còn build thôi. Đôi mép bằng miệng hả? Thờ ưng hưng, sau lưng anh á. Sau lưng anh có cái gì? Đứng yên, ai? Chỗ hồi nãy ở dưới nè. Mình đang ở dưới nè. Giờ mình lên trên này rồi nè. Chỗ nào? Quậy phẻo hay quậy trái? Quậy phẻo hay quậy trái? Anh xuống lại đi. Ok, thôi cứ đi lên xuống đây. Đây có gò đất này. Có cái gì ở đây không? Đâu? Làm thử coi chơi. Có mấy con thằng lằn vậy anh em? Ok ok ok. Đây 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 đây. Trên cục đá cho anh em nhìn nè. Rồi trái à. Bên này đúng không? Ok. Quẹo trái thì quẹo trái. Anh đã thắng em kia đâu à. Nhưng mà hôm em đã nói là cho ứng trước 50% mà. Anh sẽ phá đảo cho em coi. Không thật gì. Đi thẳng luôn đúng không? Ở đây ha. Like tới tối luôn à. Đâu có đâu, em like tới trưa anh sẽ nghỉ. Xong rồi tới 9 giờ rưỡi tối em sẽ like tiếp. Muốn coi không à, em biến mất đúng không? Cái đó em biết lâu rồi. Nhiều anh em làm rồi. Không còn xa lạ nữa đâu. Ê, có hai con quỷ kia kìa. Có hai con quái vật kìa anh em. Ba con nha. 4 con luôn. Không, giờ xuống dưới không được anh em à. Giờ xuống dưới là toang. Để cho nó đi vậy đã. Xuống dưới là nó ủi tôi chết. Quy mê giờ này đâu có like. Em biết mất qua cái nam quy me là sao? Là sao ghi? Đứng yên à?
Để đi lên đây cho ông dễ nhìn. Ê, té 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 té. Cái gì vậy? Rồi giờ lấy từ hướng cái dốc này nè. Hướng cái dốc này nè. Ok ghi nha. Đi thẳng á, xuống dưới này hả? Đúng không? Ok. Ê, có bầm thổ dân kìa, nó chạy kìa anh em. Quỷ này nó thủ quái vật chứ thủ dân cái gì. 50% rồi. Ê, đây nè đúng không? Đây nè đúng không? Đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Mấy cái hang cho mày khó nhìn lắm em à. Nó cứ bị lấp lấp luôn theo kiểu Ê, hơi xa nha. Hơi dài nha. Cái lối bạc quyển. Cái gì ghê vậy? The Forest em à. Đây rồi, đây rồi. Để lấy cái đuốc ra. À, giữ ship xuống cho nhanh nè. À, hèn chi, em leo lâu quá. Chỗ em có hay mất điện không à? Lâu lâu sẽ có. Nên nó mất điện là một lần là một ngày luôn rồi em ơi. Nó không mất điện một hai tiếng đâu. Tiếng gì vậy? Ủa mình tiếng gì vậy mọi người? Tôi nghe tiếng con gì vậy? Để lùm đồ cái. Tôi nghe tiếng con gì vậy? À, cái pháo sáng hồi nãy tôi mới chọi rồi đó anh em nghe tiếng không? Đúng rồi game sinh tồn em ơi. Anh em có nghe tiếng đó không? Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Để tôi làm một ít đồ để tôi chơi nó. Anh em đợi tôi tí. Từ từ nha anh em. Đóng luôn kìa. Khoan để từ từ. Tôi chọn một cái pháo sáng cái. Nó hơi thôi thối đấy. Để em mình dễ làm việc. Để tôi chỉ tôi dụ nó từ từ ra đây anh em ạ. À. Mình chơi theo kiểu dụ từ từ nha. Mày mày uống miếng nước đấy, cho đầy đủ lực ra đi. Ra đây, ra đây, ra đây. Quay. Từ từ em tập trung cái.
Nó không có ở chỗ mấy phòng đó hả? Vô chỗ nào? Quẹo trái hả? Chỗ này hả? Chỗ này đúng không? Game này không phải game hài anh em à. Từ từ nha. Từ từ nha. Trong đây hơi tối anh em thông cảm nha anh em. Tôi chưa có đèn pin đấy. Anh em chịu khó nhìn một tí nha. Có nút nhảy chứ, anh nhảy nè. Game này nó hơi tối một tí anh em thông cảm nha. Phút này đó tôi chưa có đèn pin. Nên tôi cố gắng tôi nhìn, tôi muốn lòi con mắt tôi ra đây. Không biết là phải nhìn đường trước lỡ té xuống vực sao. Có mấy đường á. Mình dẹp cái đuốc đi. Lấy cái đèn cày, lấy cái đèn này còn dễ nhìn hơn á. Cái đuốc nó cứ bị chói chói anh em à. Anh em có nhìn cái đuốc nó bị chói chói không? Trời ơi tiền. Tiền nè anh em. Tôi giàu rồi. Ừ. Ăn cái. Trời quá trời nhiều. Ê, có kiếm mày nè. Đây. Cho tao nè. Ừ. Xếp lại đi. Cho tao nè, xếp lại đi. Ê, đốt lửa lên cái. Ở đâu có đèn pin? Kế bên có đèn pin hả? Này nó ghê quá. Để coi mình đủ đồ ship game không mọi người. Tôi sợ không đủ đồ để xây cái đồ ship game á. Bẹo phải. Bẹo phải á. Thế bên đâu có chỗ bi đâu. Chỗ này mới vô đúng không? À chỗ này đúng không? Nè nè có chỗ đi nè. Có cái hang đúng không? Đi 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 đi. Lên đây lên đây lên đây lên đây. Sao tới thua vậy? Đâu về miền đâu? Trời quá trời nước uống. Quá trời đồ ăn. Còn mấy cái tấm gỗ hả? Còn nước uống thôi. Nãy giờ anh thấy tấm gỗ ở này hả? Này đúng không? Ông lụm rồi hả? Đâu? Mày miên đâu? À đây. Trời ơi có đèn pin rồi. Ở dưới đây nhiều nước lắm nha mọi người. Nhưng mà cái đèn pin này nó hơi hơi nó hơi tối nha. Hello dâu, game The Forget em à. Cảm ơn dâu nha. Để đi ra thôi.
hơi tối nha. Giờ đi ra thôi. Chỗ này là chỗ mình mới vô hồi nãy đúng không? Ủa không phải, không phải. Nay dậy sớm vậy, tưởng em làm thường là tới đêm em mới dậy chứ. Đi ra thôi, đi ra thôi, đi ra thôi. Đi ra thôi em ơi, về nhà. Giờ về nhà là chân ái. Leo xuống cọng dây lúc nãy à. Ê, tôi nghe tiếng của nó nha. Tôi nghe tiếng của nó ở đâu vậy? Cọng dây hồi nãy đâu rồi? Chai xịt tóc để phun lửa, ok em. Nhưng mà nó dưới kia kìa. Cái này là cái gì đây? À, hồng dây này đúng không? Ok. Không, cọng dây này là chỗ đi về. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Ok, quay về, quay về, quay về thôi. Tôi thấy ánh sáng rồi mọi người ơi. Xếp game chỗ này, để cái điểm này luôn đi này. Tôi thấy ánh sáng của đảng rồi. Nãy anh Ken nói gì? À, anh nói là bình thường anh thấy em tới chiều tới tối là anh mới thấy em chứ thôi hôm nay thức sớm vậy. Lên rồi à, nay về quê à. À thế bên nhà tiếp ta cái gì? Oxy tôi có rồi nè, bình oxy nè, tôi có bình oxy rồi, cần kiếm cái thẻ thôi. Từ từ đi về nhà cái. Ngủ cái chiều cho mẹ em đập em à. Ủa cái đó không phải à. Có bình này là bình oxy mà. Bình oxy con cho đồ lặn nè. Hai bình luôn. Anh Ken chơi hụi rồi. Không bé ơi, anh không biết hụi là gì. Đừng ai rủ anh chơi hụi. Anh nghe nhiều người ta nói chơi hụi lắm mà anh vẫn không hiểu cái hụi là cái gì. Hello cá thò lòi. Em bóc bác họ không mẹ anh, mẹ em cho vay à? Không bé ơi. Nhưng mà để đến đêm 31 lỡ biết đâu được. Biết đâu được. Đó một ngày nào đó anh Ken nghèo khó không có cơm ăn thì em có thể bóc phát cho em một ít. Biết đâu mà dâu mà nói với anh Ken là ừ anh bóc thoải mái em không có lấy tiền lời đâu hay gì. Lãi thấp giống như là một củ thì cho lãi 10k hay 20k gì lấy lời tình cảm thôi. Thế là lòi lâu lâu quá không gặp em. Cái thợ lò đây này quên anh rồi. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, còn những ngày vui em về nơi đâu. Em chỉ đến bên anh lúc say. Vì lúc say em đâu ở đây. Em với em đúng rồi. Không lấy lại luôn à. Trời ơi được thế à. Có đứa em được đấy. Em không lấy lại nhưng mà mẹ em có lấy không? Nói kỹ nha. Dâu ơi, em không lấy nhưng mà mẹ em có lấy không? Ừ, còn con thỏ ngoài kia nha. Đó, biết ngay mà. Có tôi cười là tôi biết rồi.
Tôi biết ngay mà. Đúng rồi, biết ngay mà. Đúng rồi, người anh mượn là người mượn mẹ em chứ anh đâu có mượn em đâu, đúng không? Ừ, có thỏ này nè mọi người. Vô làm con thỏ cái. Ok, đá thò lòi nha. Đá thò lòi lặn hơi lâu. Ok Nam. Đây, có kiếm này nè. Đó. Đi ăn miếng thịt cái. Đúng rồi, mưa nè, sao lúc nữa ở ngoài em nó tạnh mưa. Để ngủ với trời sáng rồi muốn làm gì làm em à. Mấy cái thùng container à. Tôi nhớ mấy cái thùng container ở đâu rồi, ở ngoài bờ biển. Nhưng mà bữa hổm tôi thấy toàn là cái gì không à. Toàn là mấy cái mạch này nè. Đồng hồ đâu. Rượu. Đồng tiền. Với lại bản mạch. Còn gì nữa. Còn thiếu gì nữa. À cùng băng keo. Băng keo đâu. À được quả bơm này nè. Băng keo. Rượu. Hai quả bơm. Tôi chế bơm anh em à. À hết đồng hồ rồi. Hồi nãy dưới kia đồng hồ cả đống. Nhưng mà mình lấy được có một hai cái à. Giờ hết đồng hồ rồi. Ok, cá thò lòi. Ngủ giấc anh em ơi. Ngủ giấc cho trời sáng. Anh là bơm keo mà đâu. Bơm bình thường chứ không phải bơm keo đâu. Bơm chọi là nổ ấy. Xếp game cái mọi người. Để tôi nhớ cái chỗ chỗ container ở đâu. Bữa hổm tôi đi tới rồi. Hình như là hướng này thì phải. Ở bờ biển ấy. Ok ghi nha. Hôm nay chìm sớm vậy. Phải nhớ container ở đâu nè. Mình đang ở này. Đằng kia ngôi làng. Đi thử anh em à. Không nhớ ở đâu. Tôi chỉ nhớ bờ biển thôi. À không phải. Hình như là cái container nó gần ở chỗ cái thuyền hồi nãy. Tôi bữa hổm tôi đi kiếm cái chỗ cái thuyền này là tôi gặp container thì phải. Thì là phải đi hướng này. Cảm ơn Mai follow nha. Ok Vinh. Ok Nam. Hình như là bữa hổm tôi thấy tôi đi tìm cái thuyền này là gặp cái container này. Mọi người ơi, mới vô cho mình xin follow nha mọi người. Nếu muốn khích lệ tinh thần cho mình thì xin cho mình xin một bông hoa nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Ê, đang bị đói nha. Quay về cái. Nãy giờ quên nữa, không để ý. Cái bản này anh chơi một mình à, Hưng ơi, anh không chơi, anh đâu không có người ngoài không vô được. Nếu mà người ngoài vô được thì anh cho một đống anh em vô rồi. Ok Ben đi học vui vẻ nha em. Đi lấy con có cái con này ăn nha em à.
tôi làm miếng thịt tôi đi ăn cái rồi anh em mình có thua vậy. Trời mưa à. Rồi vô mày nướng con thỏ này lên cái. Để tôi đóng cửa sổ nha mọi người ơi, trời tối thui rồi. Hồi mưa ấy. Ok Ben, đi đi em. Đây rồi, ăn miếng thịt vô nấu rồi nè mọi người. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Anh nhớ là bữa hổm anh tìm cái chỗ chỗ cái thuyền là có cái container. Em đi ra đó nha. Tôi nhớ bữa hổm tôi gặp cái thuyền, gặp container trước khi gặp cái thuyền. Nên tôi đi ra hướng cái thuyền cái. Cảm ơn Giam Giam đã follow. Cảm ơn bạn. Máy bay B-52 à? Máy bay là mình rớt xuống đó đúng không? Nhưng mà anh không biết chỗ đó. Anh chưa biết chỗ đó. Bữa hổm anh rớt xuống không mà anh đi anh quên mất chỗ đó rồi. Anh còn không nhớ anh rớt chỗ nào nữa chứ. Ok Mimi Candy, máy bay em đi học vui vẻ. Ủa hôm nay bắt đầu anh em đi học lại hết à? Anh nhớ là nghỉ hè mà ta. Hello Wime. Ủa Wime vô nào vậy? Đó Wime nhiều. Điện thoại ra alo với anh à. Không mấy ơi, em không có điện thoại. Em đi học nhạc à? À. Ủa anh nhớ là nghỉ hè sao nhiều anh em đi học thế nhờ. Ở đây có cái hay có cái lều này. Vô rồi có cái gì không? À chỗ này mình đi rồi. Ok bye bye em. À là team á. Nhưng mà anh có, nhưng mà đôi khi anh em cũng đâu có rảnh đâu, anh đi chơi chung với anh. Học thăm á, học thăm là cái gì? Học thêm á hả? Ê, ở đây có cái hang gì nữa vậy? Hang này hang gì? Nói như là nói gì quy me anh đù đèn pin đèn pin đèn pin đèn pin từ xuống cái lên đứng trước mặt mình luôn à.
Ê chưa đốt mà. Bơi người ta cứu tôi. Từ từ, kiếm hai kiếm đâu? Từ từ, đèn pin, đèn pin, đèn pin. Hai cái trái đó nó muốn nổ rồi nha. Nhém á, nhém luôn đi. Nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Hồi mấy con nhỏ nhỏ nè em à. Nó nhỏ nhỏ lấy cái giáo ra. Da con này làm giáp mạnh lắm á. Từ từ mặc cái giáp vô cái. Giáo đâu, cái giáo ra. Cái hang ổ tụi nhỏ nhỏ nè em à. Kìa. Cái giáo hai với giáo xịn đó. Nó đẻ nhóc trơn rồi. Trời chui xuống cái nó biến trước mặt mày luôn à. Canh mà, canh có me không? Thử không? Hết cả hồn. Ủa cái pháo sáng hồi nãy tôi mới chọi ở đâu rồi? Pháo sáng hồi nãy tôi mới chọi ra đây đâu rồi? Nãy tôi mới nhớ rồi, tôi phải chọi một cái ở đây mà. Hồi nãy là mình đứng ở phía này, mình chọi ra đây. Có đèn pin mà anh em, nhưng mà đèn pin này nó vừa thôi anh em thấy à, ở trong đây là cái đèn pin nó sáng nhất rồi mọi người à. Ở trong đây là anh em phải hình dung đi, cái đèn pin là nó sáng nhất rồi đó, không còn gì sáng hơn đâu. Quá trời bọn này, em có pin mà, em có pin dự phòng mà anh em. Ừ, bởi vì trong hang có thui à. Anh em gắng nhìn một tí nha. Cái đèn pin này có thui à. Giờ mình phải đi khám phá. Ở cái hang mẹ đi ra đâu vậy? Nó qua một cái hang khác mọi người à. Nó qua một cái hang khác nha. Nó có nhiều đó, nó nói dài dài dài. Ê, cái bọn kia cá đóng không kìa anh em. Phải từ từ đã. Bọn kia kìa. Lại đây. Lại đây. Ok Nam. Bắt mấy con về anh nè. Anh bắt được anh không bắt nữa em. Bắt về nuôi cho vui nhà vui cửa. Mà góc phía này là không bắt được. Ở đây nhiều góc ngắt đấy nhờ. Ở chỗ mày leo này. À, cái chỗ anh biết cái chỗ này rồi. Cái chỗ này là lúc mà mình bị bắt á, mình bị nó bắt á là nó sẽ nó nhốt mình ở đây nè. Cái đường này là ra chỗ đó đó. Hello băng, hello em. Hello băng nha. Nghĩ like à hả? Cái chỗ đó là lúc nó bắt mình đó em. Nó bị nhốt mình ở đó đấy. Đèn mẹ hơi tối nha. Em yên tâm nó follow nha. Đi qua bên kia em ơi.
khám phá hết cái hang này đi. Hơi tối một tí anh em thông cảm nha. Cái game nó thiết kế như vậy à, chứ không phải tôi đâu. Đây đây. Tao đây nè. Bố láo. Cái sáng mà để dành á. Cái này đâu khó khăn gì đâu, khó sáng. Hello Linji, hello em. Để dành có gì anh em mình đi hang nào tối quá mới xài. Giờ mà hang này nó không có. Có chơi đi tiền của mẹ. Mẹ gì đây? Bộ bảo hiểm à. Đồ phô ghét em à. Chỗ mày đi đâu đây? Sao nó thông nhiều hang vậy em? Nó thông hơi bị nhiều chỗ ấy. À cái đèn pin này nó hết pin rồi mọi người. Rồi sáng ổn hơn rồi nè. Chỗ này là chỗ nào đây? Ăn miếng máu vô cái. Đầy máu, đầy nước bây giờ anh em muốn làm gì làm. Như vậy có như vậy thôi anh em à. Hết rồi. À chỗ này là nước à. Nhưng mà giờ không biết đường ra nè. Giờ đường ra là còn cái điệp này. Giờ đường ra là biết đường nào nè. Giờ phải tìm đường ra mọi người ơi. Phần thứ N à, phần này là phần 1 em à. Không, cái này mình đi lượm vũ khí em à. Cái này không có mua, đâu có ai bán đâu. Cái đảo này có mình ơi mình nè à. Thôi để tôi kiếm đường ra ngoài nhé. Hình như đường này hồi nãy mình vô nè. Mình gặp cái bọn kia ở đây nè. Đây rồi, hình như là ở chỗ này nè. Đây đúng rồi, đúng rồi, đúng cái cửa hang đây rồi. Cảm ơn me nhiều, cảm ơn em. Lên mặt nước rồi quá, lên mặt đất nào. Cái này ghê quá. Chỗ anh em có mưa không? Chỗ anh mưa to rồi, mọi người ơi. Để tôi đánh dấu cái hang này nữa mọi người.
Để tôi làm cái đám dấu hang cái. Cái này cho màu đỏ đi. Ok. Cảm ơn Lan. Đi ra hướng thuyền. Để hướng thuyền là cái hướng mình đi tìm cái container. Đây. Đây tới cái thuyền rồi nè. Mình sẽ đi về cái hướng kia. Cảm ơn Quy Me nha. Đi về hướng này. Thuyền này anh không biết. Phải tìm hiểu từ từ ấy mà. Để quay về cái container ấy. Chứ thì ra khỏi đảo người ta gọi là phá đảo à. Ok. Được. Hello Việt cộng 45. Ok. Đặt tên đi. Việt Nam Đảng Cộng sản. Hello Việt. Chào tất cả anh em mới vô nha. Anh em rảnh thì sẽ like cho anh cái mọi người. Hello Việt. Anh nhớ container phía này nè. À bảo lưu đảng à. Ok ok. Đúng rồi, container tôi nhớ lại là đằng này. Ở đằng này nè. Mà hôm tôi còn hỏi là cái thuyền mày có đi ra được không nữa. Mưa to quá anh em ơi. Trong game mưa, ở ngoài cũng mưa. Trong game mưa, ở ngoài cũng mưa. Anh em nghe tiếng mưa không? Kèo không anh à? Kèo gì em? À lấy được cái nồi nè. À mình có nồi rồi. Đây. Chờ anh em mới vô nha. Cái này là đồ forget cho mọi người. Ngoài đó có cái thuyền kìa. Ai trời tối vậy phải. Trời tối đúng không mọi người. Quay về cái chỗ kia. Anh nhớ chứ Hạo ơi. Hello em. Trời tối rồi. Phải quay về cái chỗ này đã. Thế mà em tưởng game gì? Tower Rain Simulator à? Ở đâu? Chỗ mày ngủ được nè. Ủa? Chết rồi, chỗ mày cũng không ngủ được. Ê, bọn thổ dân kìa. Thổ dân kìa em. Chết rồi, đâm lao, phải theo lao.
Dạ là 80 à. Ừ, nghe thấy mưa chân thật luôn á chứ. Chết rồi. Cái bật lửa đây đâu rồi? Bật lửa đâu nhậu mà mọi người? Ok, có cái đèn pin nè, không thầy bật lửa nè. Sợ gì anh ơi à? Anh không sợ nhưng mà tối nó khó chiến đấu em. Trời mưa bật lửa có phi logic đâu mà. Vậy nó mới gọi là ghê. À không tin ơi kìa. Đó anh chưa anh nhớ mà. Anh nhớ mà. Không tin ơi lần trước kìa mọi người. Ê. Thủ dân nha. Nó kìa. Bóng ai nhè. Bóng ai kìa. Nó đang nhìn mình thì phải. Bóng ngoài đây. Mày dám ra đâu ra? Cút. Đừng có liệu hồn với tao. Tao tắt đèn là mày tới công chuyện gì với tao. Tao bật đèn lên tao mới sợ thôi. Tao bật đèn lên tao mới sợ con nhỏ con gái thôi. Chứ thằng con trai là tao không sợ đâu. Từ từ. Lại đây. Tới công chuyện gì với tao. Sao? Tao mà sợ tụi bay á. Quy me bay vô là tới công chuyện với tao mới chỉ là mấy không tụi mày nha. Đảo Bình Dương à. Ở trong đây làm lửa được không ta? Ở trong đây làm lửa được không? Ghê chưa? Game ghê chưa mọi người? Hello Natu, nhớ chứ? Anh like AG game tặng anh chăm chu à. Ghê vậy sao? Đợi đi. AG game là miếng chơi á, cài nhiều lắm. AG game là phải cài nhiều lắm. Em có đồng hồ và chế bơm được nè. Ờ, có gì nữa ta? Con keo. Rượu. Có cái đồng hồ à. Thì tại vì một phần là chơi đó phải cài nhiều lắm. Có nhiều thứ để làm á em. Thôi đừng có ra giá, khi nào anh muốn chơi thì anh chơi à. Nếu mà anh em trả nhiều anh chơi á. Thì giờ nhiều người đấy, trả cho anh nhiều tiền lắm em à. Nếu mà trả tiền để anh chơi á, nhiều anh em mà muốn anh chơi thì đôi mé thẳng cho anh luôn á chứ. Đúng rồi. Chứ giờ mà tự nhiên cái anh em bét cái kêu em chơi. Thôi, anh không thích như vậy. Anh chỉ thích là anh chơi game gì anh em thôi, xem game đó thôi.
Nếu anh em xem anh gì game á thì anh em đừng vào. Khi nào mà xem anh em là mấy game gì cũng coi mới vui. Chứ gì game mà anh em vô coi anh thì thôi đừng vô. Ở nhà các anh em ơi, ngủ giấc tới sáng rồi nè. Đúng rồi. Anh em với nhau mà đừng nói tính tiền bạc. Giờ em không donate anh cũng chơi, nhiều khi anh cũng chơi mà. Không phải nhận tiền donate là mới chơi. Ok. Không. No 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 no. À, hai cây nữa. Anh em phải để anh tự nguyện. Anh tự nguyện anh chơi mới vui chứ anh em mà theo kiểu như vậy anh không chơi đâu. Nó sao không còn vui nữa. Mà theo kiểu là chơi theo kiểu là gượng gạo anh em hiểu không? Không thích anh thì em sẽ kiếm người khác rồi. Ok Duy nha. Nhưng mà em sẽ từ từ em sẽ chơi nhưng mà không chơi bây giờ. Nên đi nghiện luôn à. Trời sáng rồi. Ở ngoài này khó gì không? Đúng rồi. Tôi nhớ chỗ mà. Tôi nhớ chỗ mà. Chạy thẳng lại thôi. Thùng vàng á, đây. Thùng vàng đây. Thuốc. À, ăn vô cái. Thùng vàng đây. Đây 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 đây. Thẳng á. Ok. Xuống hang hả? Xuống hang đúng không? Project No Boy à. Là cho gì quý mẹ nhờ. Thôi anh em cứ để anh tự chơi. Anh thích game gì thì anh chơi game đó. Anh em đừng có đừng có mua. Anh không thích theo kiểu đó. Anh tự nguyện anh chơi nó mới vui. À ok quý mẹ nha. Anh vui với máy bay xuống biển đâu. Tại vì anh livestream là anh muốn phục vụ nhiều người chứ anh không muốn phục vụ một người anh em à. Anh em hiểu không? Anh muốn phục vụ nhiều người chứ không phải phục vụ một người. Ok Duy nha, ok em. Anh biết mà. Nhưng mà để bên mốt anh chơi. Giờ bây giờ anh chưa chơi. Duy nhiều. Xong rồi. Nó sẽ đi qua tới đây luôn rồi.
Đây, hùng bao 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 vàng đây. Đó. Đâu? Đó là ở đâu? Thùng mẹ gì? Đi từ từ thôi á. Ở dưới đất hả? À? Ở dưới đất là gì? Đi lên đây đúng không? Trái ra bên này hả? Chỗ cục đá có cái hang. Ê, mày muốn tới công chuyện mày với tao hết cho hồn. Tao tưởng hàng nào. Từ từ anh em à, tôi xử với mày cái. Mày hù tao rồi mày chạy hả? Mày hù tao rồi mày chạy hả? Ây da. Mày hù tao rồi mày chạy hả? Có giáp. Chẳng miếng giáp vô. Ô miếng máu vô. Ok. Cục đá đằng sau đúng không? Mày nhớ rồi. Cục đá ở hướng này. Vô. Ok em, ăn mì đi. Vô. Vô hang. Ê, có chỗ ngủ rồi mẹ. Sẽ có một con boss à, ok. Em xếp game cho mày cái. Có gì thì mình dễ nói chuyện với nhau. Rồi. Vô chiến boss anh em ơi. Ok. Xuống đây đúng không? Xuống dưới này đúng không? Hay là đi đường này?
Ê cái gì kìa, hai cục đá lên đây, leo lên, leo lên đây. Ủa không thấy gì chưa vậy? Nó chạy đâu hết rồi? Một thằng. Ở đâu hết rồi? Đúng rồi Trang ơi, lột pho ghét em à. Từ từ đi em. Em hơi tối nha. Đi thẳng đúng không? Hay là qua đây? À thấy rồi. Cái này cái gì? À nghe tiếng của nó rồi. Tôi nghe tiếng rồi. Ê chết mợ. À da 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 da. Từ từ từ. Lên cái, lên cái, lên cái, lên cái mọi người. Lên cái, lên cái, lên cái, lên cái. Hồi máu cái, hồi máu cái. Mấy con quỷ mấy đứa con nít nó cắn đau á. Tôi hết cái đồng hồ rồi, còn làm bơm lửa được thôi. Hết đồng hồ rồi, hết đồng hồ rồi, còn không? À đây 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 đây. Ừ game này nó tối em mà. Bố mày tối thôi. Nó đi đâu rồi? Hello Nga Phương, hello em. Tôi nghĩ là giết cái bọn mày trước nè. Cái thằng đó tôi nghĩ tôi chơi được. Cái bọn nhỏ nhỏ ấy. Cảm ơn Nga Phương nhiều. Yeah.
Ê trời ơi, chưa đốt nữa. Rồi luôn, trời hụt luôn. Tới công đức luôn. Tụi kia còn không ta? Uống miếng máu vô phải cho chắc. Xuống. Từ từ nha. Nói chừng tôi đúng không? Xuống luôn. Ê, bị dướng. Từ mà lên. Lên. Nó đánh đầu á. Từ em em. Hồng miếng máu cái. Lấy lực. Đồ ăn lên. Giờ hết đồ chơi rồi. Mình xịt tóc. À, ok được nè. Trời ơi, vậy mà chết kìa. Tí nữa là giết được nó rồi. Ây da. Ủa khúc kia mình xếp game mà không không cho nó vô chỗ kia được rồi nha. Hello quý. Nó không cho gì cái hang đó nhờ. Mình xếp game chỗ kia mà nó không cho gì cái hang đó ta. Chỗ mày xa chỗ đó lắm. Ok. Hồi nãy mình đầy máu chưa, mình nó xuống vậy ta? Hình như là chưa đúng không? Nãy tôi quên nhìn máu coi nữa. Anh để sẵn lắm mà em. Nhìn thấy là thấy mà. Anh đâu có giấu đâu. Anh để sẵn link trong đó mà. Em vô là thấy mà.
Đổ cái hang này mình chưa khám phá hết đây nè. Anh đù. Vô khác. Là một phần là mình không có giáp nữa anh em à. Một phần là mình không có giáp nữa, để nó đánh nào nó mới đánh một phát là nhiều máu ấy. Kiếm súng mà chưa biết chỗ kiếm súng ấy mà. Hello hổ tài. Giờ này không thấy có hổ tài có like của anh. Giờ này hổ tài ở đâu? Thanh Dương em à. Tại mạng của anh mạng thủy mà. Thanh Dương với anh là hợp nhất. Về lại nó chơi nó rồi. Cảm ơn Ghi. Ok Ghi nha. Còn cái vàng là màu gì? Kem xanh và màu vàng là cái gì? Cái gương à? À cho cái nào cũng được. Về đây là tới cái chỗ kia rồi. Hay đeo à? Nhí không quá giật. Giỡn hoài đi kia. Đồ nhiều hết nha. Có cái xô kìa. Xô gì? Có cái chảo. Có cái nồi kìa. Nhưng mà katana này nó không có đỡ được anh em à. Nè đi xuống dưới nước cho nó hết mấy máu đi. Nó không có điểm đỡ. Có gì kìa. Có nhiều hòm dưới đây vậy. Có lên được không? Được. Nóc hòm trên kìa. Nè nó đâu có để điểm đỡ đâu anh em thấy không? Đỡ đòn là không nè. Đỡ được nhưng mà nó không có hiệu quả. Chỉ có cái này nè. Này đỡ cao. Cái này đỡ là full cây luôn. Katana được cái là chém nhanh thôi. Chém nhanh hơn mấy cây này thôi. Đó hồi nghĩ kiếm à. Nghĩ kiếm thiệt á. Chỗ nãy kiếm bình lặng ở chỗ nào? Đi xuống dưới biển đúng không? Ở bên đâu mình như phía bên kia đó, đó thấy không? Thấy hiện ra kìa. À. Hello Thuận. Mọi người ai chưa follow cho mình xin follow nha. Giờ đi về cái hang đó nè. Bỏ đi. Ừ. Lô bảo. À game này The Forest em chơi hổm gài mà. Hổm gài em không coi game này hả?
Ok không? Cứ like thôi. Anh em mới like đừng quan trọng view. Mới like không ai xem đâu anh em ạ. Anh em mới like lâu rồi người ta mới biết chứ. Mới like không ai coi đâu. Thật. Không view luôn á. Hello ông già, hello em. Cái đó là điều hiển nhiên luôn á. Không cần bàn cãi luôn á. Có một phần người ta chưa biết là ai, người ta like game kiểu gì, có hợp với người ta không á. Người ta không coi đâu. Game đẹp trai. Hết bom xăng rồi. Hồi nãy ship game ở đây sao nó không load gì đây nhỉ? Phải load về chỗ à đường trái này. Rồi một trái bom xăng. Rồi một trái bom xăng. À còn chế được gì không ta? Có sáng còn một cục. Uống nước vô. Đúng rồi, cái đẹp trai nè mà. Da thỏ. Ừ, được, được. Bắn tên xuống. Đẹp trai. Cái đèn hơi tối nha. Hết thè, hết thù mày. Ở dưới đây hình như có mấy con kia đúng không? Hay là tới chỗ rồi. À quên, đánh chết rồi. Thật tự mới spawn ra nữa chứ. Đây nè. Nó đây nè. Nó đây nè mọi người. Nó ở đâu rồi? Tìm mà ơi rồi tới công đức luôn, chưa bấm chuột phải mà liền xuống rồi. Dạ vô hát đi, nó cứ đứng dưới chân mình thôi. Mấy đường gì hết trơn. Rồi xuống bắn cho dễ à. Ừ được nè. À được 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 được. Ê là hết tên lửa rồi. Ta bắn cung kia thôi.
thông thường thôi. Một viên. Tìm thẻ, thẻ bài em ơi. Ê ê, phi nửa té rồi. Phi nửa té thấy mẹ rồi. Nói đâu rồi? Dính một viên. Từ từ, còn trái bơm xăng nữa. Còn trái bơm xăng nữa mọi người. Nó đâu rồi? Trời ơi, ủa? Dính một cung với mẹ. Thôi thui không thấy gì trơn á. Anh em đợi em tí nha. Cho mày hơi tối mọi người à. À, bắn dính nó, dính nó, lấy gốc chắc. Được, 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 được mọi người. Không biết anh em có thấy không, giờ tôi đang bắn rất là nhiệt tình. Hết cung rồi, hết cung rồi. Ừ, khúc này tối thui à. Mẹ thông cảm tí nha. Ồ khoan nè. Lấy đồ chơi ra nè. Làm cái cung xuống đó nó quánh mấy bụi nồi á. Đây rồi. Mà chạy liền. À. Nó chết rồi mọi người ơi. Bắn em người nó quá trời khung luôn. Tiếng gì vậy? Đây rồi. Cái này cái gì đây? Cái thẻ này đúng không? Chuẩn chưa? Rồi đi lên nè, đi lên nè. Rồi đi lên, đi lên, đi lên thôi. Hết vui rồi. Ừ, và nó giết hết trơn rồi em à. Và nó ăn thịt người mà. Đi lên rồi, đi lên rồi, hết vui rồi. Về thôi, về thôi, về thôi. Hết vui rồi mọi người. Ngủ giấc trời sáng cái. Ở trên đó đang làm ăn đêm mọi người à.
Ra thì ra thôi. Chỗ này hết vui rồi. Hello ông. Cái gì? Cái gì mà ái chà chà? Bây giờ rồi. Thôi chắc tôi về nhà xong rồi tôi ship game rồi tôi ập mọi người ơi. Hello Duy, à, game này là The Forest nha. Ngày mai mình sẽ chơi tiếp game này nha mọi người. Còn buổi tối thì chơi kiếm cái game phim dị nào chơi. Ok nào anh em, mình muốn coi tiếp anh em follow mình đi. Ngày mai mình like anh em mình thần nhận mình thông báo. Tao lát chơi ồ à. Ừ, tôi sẽ chơi nhưng mà từ từ đó. Cái đó cũng 4 xị đó. Hơi chua anh em à. Game đó cũng 4 xị đó mọi người. 3 xị 8. Tao lát chơi ồ cũng 3 xị 8 đấy. Đây là gì đây? Em của tôi thì chơi buổi tối không mà. Ban ngày thì mới like thì phải chơi một mình nữa. Không mấy anh em chơi chung thì chơi buổi tối không mà. Về nhà thôi. Về nhà mình thôi. Đúng rồi, trên phiên bản khác. Ok Nam. Anh đù hết hồn mày. Đâu mà hiện ra mấy mày vậy? Ê, có hang nữa nè. Có hang, có hang. Để tôi làm đánh dấu cọc cái. Đánh dấu một cái hang. Không không, giờ tôi đánh dấu rồi, hôm sau khám phá tiếp. Hôm sau khám phá. Chỗ mình có màu màu xanh, màu đỏ. Để cái này màu vàng đi, ok. Vô mình bị lụm là thấy được cái hang. Ê, bọn kia kìa. Tôi làm dấu rồi, ngày mai mình sẽ vô khám phá. Giờ bây giờ nhà mình cái. Mày có đồ ăn hay uống gì không? Về thôi, về thôi, về thôi. Hello thân, nghỉ trưa chưa em? Giờ vô đây ít thôi nhé, không nhiều à. Là sao nhỉ? Spider Homo Hono là trò gì em? Game dị hay là khám phá hay là sao? Vậy là nghỉ trưa rồi đúng không?
nam ấy, nam chỉ. À ok. Ăn cơm chưa? À vậy đi ăn đi, anh cũng chuẩn bị ộp, anh đi ăn cơm này. Về nhà rồi. Vừa vào rồi hả? Có vào đâu? Khi nào có súng có đạn này kia mới vào chứ. Thôi tôi ập đây mọi người ơi, chúc anh em bữa trưa vui vẻ, ăn cơm ngon miệng. Mình ập đây, hẹn anh em 9 giờ rưỡi tối nay nha. Tao nghe nhạc chiêu mà, nhạc chiêu đâu. Thằng em anh nó mắc á, nó lọt vô mic thôi, chứ anh đâu có bật bật nhạc đâu. Có gì đâu. Thôi bye bye mọi người. Bye bye.